Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và trong cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay tôi sẽ nói cái vấn đề mà chúng ta làm sao chúng ta chữa được cái bệnh tiểu đường, chữa được cách hoàn toàn luôn. Đấy. Thì như chúng ta đã biết, não của chúng ta nó quyết định cái lượng đường bao nhiêu ở trong máu. Nếu mà bạn cung cấp đường từ thức ăn đóng hộp hay là thức ăn bẩn chẳng hạn, thì lúc này não của chúng ta sẽ quyết định là cần bổ sung bao nhiêu lượng đường vào cần thiết, đúng không? Đối với não của nhiều người thì đường sẽ quăng vào một cái vị trí nào đó đấy, hoặc là giấu đường vào một cái chỗ nào đó của cơ thể của chúng ta để làm tăng lượng đường huyết cũng như làm tăng tăng cái huyết áp của chúng ta, đúng không? Đối với não của nhiều người thì nó sẽ có vai trò quyết định đến lượng đường huyết áp huyết lượng đường huyết nó cao ấy, ở giữa các khớp nối của xương. Chính vì vậy mà những người mà mắc bệnh mà hội chứng lười vận động ấy sẽ có nguy cơ bị tiểu đường cao, đúng không? Điều này cũng tùy thuộc vào từng cái cơ chế xảy ra nữa. Đối với rất nhiều các bệnh lý khác nhau, ví dụ như ung thư, rồi rối loạn tế bào não hay là các biến chứng khác, đúng không? Thì tất cả điều này nó chưa chắc dẫn đến việc mà bạn bị tiểu đường đâu, đúng không? Nhưng mà đối với một số người không bị tiểu đường mà khi chúng ta dùng đường tinh luyện này đấy, dùng thức ăn bẩn này, dùng thức ăn chưa nấu chín, dùng thức ăn nấu chín quá này, nấu chín quá nhá đấy, hoặc là chúng ta tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt mặt trời lâu ngày, chúng ta không ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đấy, và không ăn rau củ quả tươi nữa, thì những người này sẽ có nguy cơ bị tiểu đường rất là cao đấy. Và số nốt còn lại là đối với những cái bệnh nhân tiểu đường, mỗi khi có ai đó bị đau ốm chẳng hạn, còn việc họ đau ốm như thế nào thì cũng phụ thuộc vào cơ chế sản xuất, vào cơ thể mà họ sản sinh ra nữa đấy. Đây là cái nguyên tắc nhóm nhỏ về về di truyền học được ảnh hưởng đến đến bệnh tật của chúng ta. Nhưng nếu như bạn biết kết hợp nó vào cái phong cách sống, tức là chúng ta sống làm sao cho nó tốt, sống làm sao được tránh được bệnh tật, thì đó chính là cái cơ chế di truyền học mà nó được được triển khai và nó được bổ sung vào cho chúng ta, và nó giúp cho chúng ta tránh được bệnh tật. Khi nào não của bạn quyết định sẽ lấy thêm một lượng đường, đúng không? Thì não sẽ chỉ thị để lấy cái lượng đường đó. Đấy, đó cũng chính là cái lúc mà cái sự liên kết nho nhỏ giữa di truyền học và tiểu đường nó xảy ra. Đấy. Nhưng nếu mà bạn đang kiểm soát cuộc sống, phong cách sống, cái cách sống mình nó đúng mực, đúng không? Thì bạn sẽ có nguy cơ, bạn sẽ thoát khỏi tiểu đường. Đấy. Do vậy cái bệnh này đó chính là bệnh do chúng lối sống của chúng ta. Vì vậy, thay đổi lối sống này làm cho nó tích cực hơn thì tiểu đường không còn là một cái vấn đề nữa. Tiểu đường không phải nó là một bệnh mà là nó là một yếu tố y tế, nó là yếu tố y tế. Bởi lối sống của bạn nó không lành mạnh, được chưa? Nếu bạn ăn nhiều đồ ăn không hợp vệ sinh, ăn nhiều thịt đỏ là ăn nhiều thịt động vật ấy. Đấy. Ít tắm nắng, cũng không tập thể dục, hay là bạn gặp stress căng thẳng, bạn thường xuyên bỏ bữa, đúng không? Một ngày bạn ăn chỉ có một bữa thôi. Đấy, bạn không ăn nhiều bữa chẳng hạn. Thì chỉ sau một tuần thôi là bạn có thể bị bệnh tiểu đường. Đấy. Đó không phải là vấn đề thiếu năng lượng mà là vấn đề lối sống của bạn. Lối sống của bạn. Đấy. Nếu như bạn làm ngược lại thì tiểu đường sẽ bị biến mất sau một khoảng thời gian là 5 ngày hay là một tuần. Ok? Thì như bạn biết đấy, cái sức khỏe hiện tại của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái lối sống của bạn rất là nhiều. Do vậy, khi mà bạn thay đổi lối sống thì bạn có thể thay đổi tình trạng sức khỏe của mình. Đấy, bạn có thể thoát khỏi những bệnh tật và thoát khỏi bệnh tiểu đường một cách nhanh chóng. Đấy, để chữa khỏi bệnh tiểu đường thì sẽ phụ thuộc vào lối sống của bạn
Và 6 phần 10 là phụ thuộc vào những gì bạn ăn. Nhớ nhá, 6 phần 10 là phụ thuộc vào những gì bạn ăn. Đấy. Đấy. Vì sao có những cái nhóm nhỏ địa lý nhá. Ví dụ như là cùng một xã, xã này với xã kia chẳng hạn. Đấy, cùng sống cùng một huyện. Nhưng mà xã này lại có bị mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn, xã kia lại ít bị bệnh tiểu đường đường hơn, thì nó điều điều này ấy, nó phụ thuộc vào cách ăn của bạn, đấy, phong cách sống của bạn, cách ăn của bạn nữa. Tại sao tôi nói là phụ thuộc vào cách ăn của bạn? Bởi vì là một câu hỏi được đặt ra nhá, chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi nho nhỏ, đó là cà chua tốt hay không tốt cho bệnh nhân bị tiểu đường? Thực ra ấy, cà chua nó rất tốt cho bệnh nhân bị tiểu đường. Nhưng mà cách mà bạn ăn nó sẽ quyết định là tốt hay không tốt. Nếu bạn nấu nó lên hoặc là bạn chiên nó lên, đặc biệt là khi chiên, đấy, thì cà chua nó sẽ không tốt cho bạn. Nhưng mà nếu bạn ăn tươi sống nó, bạn ăn sống nó, thì nó lại lại tốt cho bệnh bị tiểu đường, đúng không? Nhớ nhá, cà chua khi mà bạn ăn sống nó sẽ tốt cho bệnh tiểu đường. Cũng tương tự như vậy, chúng ta ăn xoài hay ăn chuối, lúc mà chúng ta đói bụng, lúc mà chúng ta đói bụng nó sẽ tốt cho bệnh bệnh tiểu đường. Nhưng mà lúc chúng ta no rồi mà chúng ta lại ăn nó, thì nó sẽ làm lượng đường trong máu của bạn tăng cao và dẫn đến việc là bạn bị tiểu đường. Đấy. Thấy chưa? Cách thức bạn ăn nó quyết định đến 4 phần 10 khả năng bệnh tật của bạn. Vì vậy, quan trọng là việc bạn ăn thức ăn đó như thế nào. Đấy. Một câu hỏi, một câu trắc nghiệm nho nhỏ nữa. Đây là khoai tây chẳng hạn. Thì khi bạn nấu nó lên, liệu có tốt hay không? Đó là câu trả lời là chưa hẳn đã tốt. Khi mà bạn hấp hoặc luộc khoai tây thì ăn bạn có thể chữa được bệnh. Và một nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh rằng thức ăn đóng vai trò là thuốc. Thức ăn là thuốc khi mà bạn ăn nó đúng cách. Đấy. Bởi vì ấy, các nhà khoa học ấy đã chứng minh rằng thức ăn mà bạn ăn có thể sản xuất ra một lượng lớn là nitric oxide, tức là NO ở trong cơ thể của bạn. Và khi cơ thể của bạn đầy no đầy NO thì tình trạng về bệnh tiểu đường hay là bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch chẳng hạn, bệnh suy thận sẽ được giải quyết. Và nó được chứng minh trong cái giải Nobel về khoa học năm 1998. Nếu mà chúng ta tăng lượng NO, tức là tăng lượng nitric oxide trong cơ thể, thì các bệnh về tiểu đường, bệnh ung thư sẽ được giải quyết. Và điều này xảy ra khi bạn dùng thực phẩm đúng cách và bạn sử dụng thực phẩm như là một một liều thuốc. Khi bạn biết cách sử dụng thực phẩm hoặc là bạn ăn đúng thời điểm ăn và bạn biết ăn một cái lượng thức ăn như thế nào, thì những điều này sẽ giúp cho cơ thể của các bạn sẽ cân bằng và đường huyết sẽ được ổn định, và có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi tiểu đường. Chẳng những bạn thoát khỏi tiểu đường mà bệnh cao huyết áp, các bệnh về tim mạch, các bệnh về suy thận sẽ được giải quyết theo. Ok, như thế là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đến đây là kết thúc nhé.